Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng chủ trì phối hợp với Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố tổ chức chương trình hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố. Đến dự có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, đại diện hơn 250 doanh nghiệp FDI trên địa bàn thành phố cùng lãnh đạo các sở ban ngành đơn vị liên quan. Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, đến nay Đà Nẵng đã thu hút 1.016 dự án FDI với tổng vốn đầu tư trên 4,2 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu tập trung các lĩnh vực dịch vụ thương mại, sản xuất thiết bị, máy móc, linh kiện, may mặc, vật liệu xây dựng, công nghệ thông tin, dịch vụ, nhà hàng, tư vấn pháp lý, đầu tư. Các doanh nghiệp FDI đã và đang có vai trò đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu hàng hóa và giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp thành phố tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, Đà Nẵng cam kết luôn đồng hành và sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp FDI giải quyết những vấn đề gặp phải trong quá trình hoạt động, thủ tục. Đồng thời yêu cầu các sở ban ngành của thành phố hỗ trợ xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn, góp phần tạo điều kiện xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh. Và chương trình hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục cho doanh nghiệp FDI lần này là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện sự cam kết của Đà Nẵng, được nhà đầu tư đánh giá cao. Trước tiên xin cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã tổ chức sự kiện rất ý nghĩa lần này. Với tư cách là nhà đầu tư nước ngoài, tôi nhận thấy lần đầu tiên rất khó để nhà đầu tư có được thông tin chính xác liên quan đến đầu tư. Có nhiều trường hợp thông tin nhận được từ công ty luật bên ngoài hoặc công ty tư vấn nhưng không chính xác. Tôi hy vọng rằng sẽ có một kênh của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nói riêng và chính phủ Việt Nam nói chung để các nhà đầu tư có thể được nhận tư vấn 1-1 của cơ quan quản lý nhà nước về các thủ tục tiến hành thực hiện dự án. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan đã hướng dẫn chi tiết các thủ tục đầu tư, visa, các vấn đề liên quan đến quản lý người nước ngoài, phòng cháy chữa cháy, đất đai, xây dựng, thuế, hải quan, xuất nhập khẩu, giấy phép lao động. Ngoài ra, các doanh nghiệp FDI cũng được Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng thông tin về các dự án đang kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố. Chương trình cũng dành nhiều thời gian để các đơn vị sở ngành của thành phố giải đáp các thắc mắc khó khăn của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính tại thành phố. Chương trình cũng dành phần lớn cái thời gian để cho các doanh nghiệp FDI có thể trao đổi, thảo luận với các sở ngành về các vấn đề mà doanh nghiệp FDI gặp phải trong quá trình hoạt động cũng như thực hiện thủ tục. Chúng tôi muốn thông qua cái hội thảo này sẽ cung cấp những cái quy định mới nhất để các đơn vị dễ dàng triển khai thực hiện, cũng như lắng nghe những cái vấn đề góp ý của doanh nghiệp để có thể cải thiện môi trường đầu tư thành phố được tốt hơn. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng, để thu hút dòng vốn FDI có chất lượng trong bối cảnh xu hướng đầu tư ra nước ngoài của các quốc gia có dấu hiệu chậm lại, Đà Nẵng đang và sẽ thực thi nhiều giải pháp như tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện thể chế, tiếp tục cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh đang là rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực thi hiệu quả thủ tục một cửa, tạo môi trường kinh doanh đầu tư tại Đà Nẵng thông thoáng, minh bạch, có tính cạnh tranh cao. Tăng cường chuẩn bị quỹ đất sạch, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, nhất là các thị trường trọng điểm, v.v.